chú ơi. Đi đâu nhỉ? Ông chú đâu nhỉ? Dạ. Đây phải ông chú không nhỉ? Ờ sao ông chú đây ông chú là đây là băng bán cháu chém rồi phải nghẹo nữa. Đâu ông chú xem nào. Ông cắt cho thằng bạn của cháu cả. Môi cần chéo à? Vâng. Môi cần chéo chấn viên đi. Đúng rồi. Ôi ca này ok vào việc luôn nhá. Ông chú mà không làm được lời mệt đấy. Ok yên tâm đi làm quả môi cần chéo chấn viên đuôi hoàng phiêu. Thế có phải ngủ không? Thế có phải ngủ không? Có đi ngủ đi. Ngủ đi ngủ em ạ. Ngủ đi. Dậy đi ông cháu ơi, xong rồi đấy. Quả môi cần chéo cho đi chạy phố đâu ông chú ơi. À nói thật về ông cháu là quả môi cần chéo đi chạy phố của cháu góc ngắn quá thì không cắt được, chú để tạm đầu này cho ông cháu nhá. Xong rồi nuôi ra thì để môi cần chéo lại được. Ôi à, sao ông chú ấy làm ăn này đùa? Thì chú phải nói trước với cháu chứ. Thì bây giờ thì chú cứ cắt gọn cho cháu đôi nhá. Thôi để nuôi sau nhá. Này chết thì cháu về đón gái cái gì? Thì bây giờ tóc này thì chú không nuôi được. Thì bây giờ chú muốn làm ăn này đẹp quán này. Đùa thì chú làm này. Thôi thôi chú phạt cũng được. Nhưng mà lần sau đầu ngắn thì không có để được môi cần chéo đâu nhá. Không phạt 1 triệu như bình thường đâu. Phạt 2 triệu thôi mà đi về. Thôi rồi, cầm tạm 200 đi. Thông cảm chú nhá. Lần sau tóc ngắn thế là không để môi cần chéo đâu nhá. Ừ để tóc ngắn ra bảo đòi môi cần chéo đòi làm sao được. Ôi về đi.